anh em đã quay trở lại với kênh Cua Tài Gaming. Và mỗi ngày một clip thì clip bữa nay sẽ lên cho anh em một con tướng đó là Dairos. Này, một cái kèo 100k đến từ nhà tài trợ đó là anh Hiệp. Đánh trên stream luôn. Vâng, một cái kèo cũng khá là khoai. Dairos đi rừng gánh team cực mạnh 21 kill. Đấy, anh em nhớ bấm like, nhớ bấm subscribe kênh cho tôi. Ai có nhu cầu mua kim cương, mua skin hoặc là cày thuê hoặc là kéo thuê có thể liên hệ fanpage Cua Tài Gaming. Còn bây giờ thì cùng anh em thưởng thức clip Dairos MVP 21 kill. Let's go. Tối nay răng thần thoại nha anh em. Tối là mình đi răng thần thoại, chiều mình đi răng sử thi. Chiều mình đi đánh răng thấp thấp đồ. Giao luôn vui vẻ đồ chơi. Dairos thì không sợ phải da, không sợ qua nút. Hai này mình càng dư sức. Đồng này win rồi. Đồng này nhìn biết win rồi. Biết đồng đội mình nó có fit hay không thôi. Sợ là sợ đồng đội nó fit này. Đam nha, đánh Dairos full đam nha. Dairos full đam cho nó dễ giết người. Mới có nhiều highlight đồ chơi. Chết mẹ rồi, đam phải ra đầu game to dữ vậy. Đầu game tiên bản đam to thế. Ủa nó cũng có đam nữa, quýnh nó bậy rồi, quýnh nó trâu quá. Quýnh nó hoài nó không chết rồi. Sai quá, sai đi mày. Chấp nó mạng đầu đi. Rồi lỏ mạng đầu một xíu đi. Mạng đầu em khỏe quá. Nhìn tiên bản cái đi, nhìn tiên bản cái đi ha. Trên viên gồng được nè. Gồng cầm quá đá ta. Nhảy rồi, quá đá luôn rồi, nhảy quá đá chết mà tính rồi. Tuy là khỏi né, tuy là khỏi né. Dễ né lắm, má, dễ né lắm. Phải ra 4 rồi. Phải ra 4 rồi, má, giữ cha, giữ cha. Giữ đi anh hai. Má, hết chiêu rồi, hết ti rồi. Rồi, nó tán luôn thằng Vecina. Má, Vecina chạy như chó. Tán hết rồi, phải già khỏe quá, một ba đem khó rồi nè. Hơi cực rồi đó, hơi cực xíu rồi đó. Bỏ rùa là chắc rồi đó. Già được đấm chết, phải già đấm chết. Mày sống, chú vô dặm để mày sống. Má, chú nó vô nó xuống để mày sống. Sống nó kỳ lắm, phải ra pha đó mày sống nó kỳ lắm. Mày mạnh thì mày mạnh thiệt á. Mà thằng chú nó đã đạp văng ra rồi thì mày sống hộ. Thêm thằng Vecina nó thì sống hộ. Hay hay hay, mà thằng ăn cả rồng rồi. Ăn cơm rồi đó. Bằng thạch trước luôn nha. Thành tiền cái trước nè. Thành tiền cái trước nè. Thành tiền cái trước. Chắn máu hết trước đã. Một cái anti mình là chắn máu hết rồi. Giải tán đám đông rồi. Đây rốt anti đam to lắm. Giày kháng phép đi ha. Giày kháng phép để chống xe lóc đó. Mày da nó full đam. Nó đâu có đồ thủ đâu. Mạng thôi chứ dễ gì giết hoài. Ngộ cái được không? Chết mạng ở đây tìm tôi quá. Đây tìm tôi được không vậy? Tắm mày nè. Ê đau 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 mấy chó.
rồi một cái anti mà tao nghĩ còn máu rồi đó, nó nhấp nháy luôn hả? Châu dữ vậy, à, châu dữ vậy bạn. Lên thâm hải cái đi lấy thêm xiên giáp. À mới quên lộn với boss xong mất mẹ cô. Đến top thì bạn quýnh nát quá mà quýnh căng quá trời. Căng quá trời, team bạn quýnh căng quá trời. Rồi mày sao? 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 Ghê vậy, gồng ghê vậy, gồng căng vậy. Gồng căng vậy. Rồi mày sao? Nó lên nút. Nó lên nút. Rồi mày sao? Má ơi, nút này trâu quá, nút này trâu quá. Rồi, phải da lên rồi, phải da tán tao lắm. Bỏ ơi, phải già tán chết á, má phải già tán ngủ luôn á. Già nó tán mình xỉu luôn á, không nổi rồi. Nó yếu rồi, nó yếu rồi, nó yếu rồi. Quẹo ở đâu, quẹo ở đâu. À, về nha, phải già về. Sẽ lóc một tí, sẽ lóc một tí. Sẽ lóc măng, sẽ lóc măng. Má đàm to vậy. Bắn cái bỏ tiễn chết luôn ta. Hãy sẽ lóc nó dồn hết chiêu mới nhảy ra. Sẽ lóc đam to dữ. Sai, má pha đó tính tính đam nó ẩu quá anh em, nghĩ nó không đủ đam đâu. Mình nghĩ đam mình sẽ đủ giết nó nhưng mà không, nó đủ đam giết mình anh em. Bậy quá bậy. Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Yushin. Ở lộn được không chú? Đạp phải da văng ra khó quá, đạp nó văng ra. Này. Đạp phát là phải da gãy cổ liền gì. Đạp một cái là gãy cổ liền gì. Rồi, em này tiếp bạn đi đó. Phải da giờ cũng hết rồi, hết rồi. Có đồ, có giáp. Chưa kháng phép. Giáp có. Kháng phép có tiền không? Mày sống hộ cái. Mày sống hộ cái. Không, phải da ra là đi hẹo liền. Má dễ chảy liền chứ giỡn. Má bắn đau vậy, má bắn đau vậy. Cúng cái man 2, cúng cái man 2. Má bị bắn làm chậm không, lết nổi luôn á. Cặp lưỡi hai bắn làm chậm dữ quá. Ừ, chừng chạy được, ngon. Ừ, hai giết một luôn, tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi. Băng thạch cái đi ha, băng thạch cái đi. Enemy bắn cũng thốn quá. Xe lóc một cái tia là chết à. Đợi lót tờ win thôi, chừng này đợi lót tờ win thôi. Rồi 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 má. Ừ, bắn nó đồng đội ơi. Phay da kìa. Phay da với chúng tôi, má phay da với chúng tôi. Mày phay da với chúng tôi hả? Phay da hả mày? Tù lắm, phay da nó tù lắm, đam nó to thôi, tù lắm. Tính nó tù bỏ mẹ được. Được cái đam to. Đam to với tù. Nhảy vô cào là nó chết rồi, đam mình to. Đam mình to, đam nó luôn. Đam mình đam dồn. Đam nó kiểu từ 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 từ. Ở răng thấp mà anh em quýnh con Dairos này anh em chùm luôn á. Mạnh cực kỳ. Lên răng cao thì khó quýnh chứ cái răng này hết nước chấm. Anh à, đang quẩy, anh đang quẩy. Có một lần lên, có ra lên nữa. Đông, 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 má chiến ngày đông. Chiến ngày đông, chiến ngày đông. Ây da, ây da, ây da, chiến này chắc đi luôn quá.
Nghe đọc nha. Trời ơi, xa tầm với quá, xa tầm với quá anh em, xa tầm với quá. Xa tầm với quá. Má, ăn một đống xe vô đầu chết rồi. Giết được gồng gồng trước khi chết nó còn bấm kịp cái hóa đá nữa. Bị CC khựng lên một nhịp nữa. Xong đây đốt quang anti vô, chịu. Xa lóc quang anti vô nữa thì chịu. Chắc mất lót quá ta. Không được lót không? Hay. Rồi vẫn mất lót anh em, vẫn mất lót. Dứt điểm được thằng mà vẫn mất lót. Được không? Được không? Chu được không? Rồi lỏ rồi, lỏ rồi. Má trên top lộn thua rồi. Lỏ rồi bà con cô bác ơi, lỏ rồi bà con cô bác ơi. Ngoài có bách chiến riêng nha, đang to rồi đó, có stun luôn rồi đó. Còn cào mấy chục stun chuẩn đó. Giáp hoàng kim để chống sai lóc. Nhiều đam đủ rồi. Còn trên đam ở đâu? Ba đam hai thủ, một giáp với lại một miếng phép. Là đẹp. Ừ hai thằng, ừ ba thằng anh em, má ba thằng không nổi rồi, má một mình chấp ba thằng thôi, chú có đạp kịp rồng sống rồi, pha đó chú đạp kịp rồng thì sống, hút máu kịp. Trời ơi một mình tôi chấp năm thằng, tôi cào ba thằng thì ghê không, thấy sức mạnh của Rydos chưa, khỏe chưa anh em, má chùm chưa, đồng đội lên đồng đội vét thôi chứ làm hết mẹ pha đó rồi, một chấp năm mà giết ba thằng coi, một mình tôi năm cái xác bên tim bạn. Má ông hoàng đây đó, đam chà bá lửa. Vô là càng hết. Anh đã bị bắn đào quá ta. Nãy cho giáp hoàng kim á, lên kịp cái giáp hoàng kim mình khả năng cao là mình sẽ sống cái pha đó. Giảm mức đam của xe lóc lại. Xe lóc đam nó cũng to chà bá. Cần 5 á, à rồi cần 5 luôn á. À, cần 5. Nói chung là chu mà lên thêm sớm một nhịp nữa, chúng đá đồng văng ra thì sống được, chạy đánh lính hồi máu thì sống được, chung có lên không kịp à, đó mà chung nó lên kịp thì ngon thì đẹp rồi. Chui nhưng mà nó cũng có giảm hồi máu à, một cái băng thạch rồi cái dòng quá hồn. Đây mới dám được đi rồi, không cơm rồi. Chiến mình nó giết một bầy luôn á. Chơi pha gia, pha gia chơi. 2, 3, 3 thằng lên. Bố mày chạy, 3 thằng lên thì bố mày chạy. Bố mày chạy, bố mày đi ăn lót. Bố mày đi ăn lót ok chưa. Thôi chú đừng múa nha chú ơi. Đừng múa lửa nha chú ơi. Mày múa lửa là mày ngủ đó chú ơi. Đó, múa lửa. Hay quá, chiếc bộ kêu cha đê. Ôi, má còn sai lóc sống à. Hanabi nó bắn mình 5.000 mấy đam. Hanabi bắn ác quá vậy. Nó đứng nó bắn làng làng, nó bắn ác quá vậy. Kiếm diệt quỷ không hết mẹ 2.800 rồi. Khó vậy ta, Hanabi này khó ta, phải giết được Hanabi trước nha. Chứ núp ở phía sau nó bắn, quá bắn thêm bạo hoại luôn à. Thốn quá, Hanabi bắn thốn quá. Quá đau rồi mình, má đi bắn quá đau. Được không? Chung được không? Được không? Được không em? Được em trai. Rồi em trai dùng cắm tàu chạy rồi. Vecina lỏ rồi. Vecina sống luôn đây, Vecina sống luôn đây, Vecina đi rồi. Ai à, chưa end được nha, chưa end được nha. Trận này vẫn khó nha. Phải giết được thằng Hanabi trước.
đà quá. À, trời lóc đà cũng to nữa. Có giảm một máu hết rồi. Thấy mẹ rồi, CC cả đóng vậy rồi lấy gì chạy, chết rồi. Nằm rồi, nằm rồi. Ừ, lấy được một giáp mà xin xuống, cho lóc. AD để gồng ôm được. AD bắn gồng hồ máu nổi, không hồ máu nổi luôn, gò đi chung luôn rồi. Thấy mẹ rồi, chết hết luôn em, lật kèo luôn đi. À, lật kèo quá ta. Mẹ rồi lật kèo quá ta. 16 giây ra kịp không đây. 13 giây nữa. Vesena biết ở nhà đẹp nè. Vesena thông minh nè. Thấy team chết thích ở nhà nè. Thông minh nè. Quăng hết chiêu ra dọn lính. Ừ, thả hết chiêu ra dọn lính. Rồi ra kịp, ra kịp, ra kịp, ra kịp. Đắp đầu chạy vô. Xe lóc lên team gì nói. Khó quá nè má, khó quá. Đẩy lén đi, đẩy lén, ép luôn nó, đánh solo kill. Bây giờ đánh solo. Chứ bây giờ đi bu bu vô, đánh nhau khó quá. Tụi nó quýnh lộn, quýnh khu đông thì nó lợi hơn bên mình. Con Hanabi nó bắn lan khó chịu quá. ICA bị gồng ôm rồi, ICA không bắn được, ICA không bị shot. Nên là bây giờ mình sẽ chuyển sang kế hoạch B, mình đi đẩy lén anh. Đẩy tới nái luôn. Tại vì solo quên nó không nào solo ăn được mình đâu. Solo 1-1 không nào ăn mình đâu. 5 thằng có thể nó ăn chứ 1-1 thì không có thằng nào có tuổi đâu. Đây. Giết 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 Hanabi trước, giết Hanabi trước. Hanabi nè, Hanabi. Hanabi trước, Hanabi dễ chết lắm. Má, xe lóc đam to quá, chưa kịp anti luôn, bốc hơi mẹ. Xe lóc đam 6k đi, má đam nó dồn nhanh quá. Mỗi Hanabi thôi. Rồng, rồng, má mở 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 cũng sớm quá, giờ rồng vô ôm lấy gì trời. Má, giờ khó quá anh em, trận này khó quá anh em ơi. Đi xa mở cung sớm quá, không biết bắn lính hồ máu luôn kìa. Tại yếu ta đi bắn lính ta hồ máu được mà ta. Má, xe lóc đam 6k. Trời ạ. Đam phải làm sốc không à. Đóng thêm khiên thần vô. Đỡ bất đam xe lóc lại. Bên nó đựng cái là bên nó có Hanabi dễ đắp nhà. Nên là mình nền nó cũng khó. Đánh nhau đánh tổng thì Hanabi nó bắn lan. Nãy giết được Hanabi rồi mà còn hắn sẽ lóc nữa. Để lén đi, lén từ từ đi. Nó buồn nó phải đi chung, đi lẻ được. Lẻ được chiến này, gáo ơi. Má chết, mẹ được chiến này, gáo ơi. Chắc tôi đi xa rồi. Ừ, hay hay hay, team mình đánh phía sau, team mình đánh phía sau. Đánh phía sau được, đánh phía sau được. Để tôi lực, để tôi lực, thằng nào dòng về tôi lực, thằng nào dòng về tôi lực. Hai tôi lực nè, tôi lực nè. Rồi rồi, chết hết rồi, chết hết bốn thằng rồi, nó dí tôi chết hết bốn thằng rồi, dí tôi chết hết bốn thằng rồi. Còn đây đó, còn xe lóc nè, xe lóc biến về, xe lóc biến về. Nó cái, ừ, nó cái. Châu hả, mày châu hả xe lóc. Mày trâu quá xe lóc, mày trâu quá xe lóc. Trời ơi mày dí tao, mày dí tao. Dí, mày giống mấy thằng dí quá. Giống mấy thằng dí quá.
dí hộ cái, dí hộ cái, dí dí má dí tao nguyên một bài dí mấy ông ạ. À, má dí tôi, tim tôi mở tim bắn phía sau nạt nạt bảy win đơn giản anh em. MVP cái nhẹ nữa, quá tuyệt vời. Rồi thay người anh em ơi, chú 17 luôn rồi, dã man chưa.